nướng thịt trong ống lô ô, hay leo lên đỉnh núi Chư Đăng Gia để thu hoạch lương thực dường như không gây khó cho hai lữ khách Bùi Công Danh và Thủy Phạm. Nhưng đó là vì cả hai được hợp sức cùng nhau trong gần nửa thời gian của hành trình lữ khách 24 giờ. Còn bây giờ, mỗi người một nơi, liệu sẽ ra sao? Bây giờ bạn hãy xin tá túc tại một ngôi nhà có trồng ít nhất một loại cây ăn trái và nuôi một loại gia súc, gia cầm. Bây giờ bạn hãy xin tá túc tại một ngôi nhà bất kỳ, có thể là một món đặc sản Gia Lai tại phường Đống Đa, thành phố Pleiku. Dạ. Chào cô. Dạ, chào chú. Con không biết là nhà mình có trồng một loại cây ăn trái nào cô? Không. Dạ rồi, con cảm ơn cô. Dạ. Một căn nhà đã không được. Bây giờ mình đi tiếp. Em là người ở trên Sài Gòn. Em xuống đây em khảo sát tình hình á. Ở nhà mình có nuôi một loại gia súc hay là gia cầm chứ? Nhà đây chị nhà là chỉ có gia cầm. Nhà một. Ở bên kia mới có gia cầm. Bên đây gia cầm gia súc. Bên đây chỉ có nhà không. Dạ em cảm ơn chị. Dạ dạ. Em chào mấy anh mấy chị. Thì cho em hỏi là gia đình của anh có nuôi một loại gia súc hay là gia cầm gì không anh? Ở đây thì không có gia súc gia cầm. Dạ dạ em cảm ơn anh. Chắc mặt mình ác hay sao? Xin ta đi tiếp. Gương mặt này đầy vẻ thân thiện, chứ có gì hung ác đâu. Coi bộ anh chàng đã bắt đầu xuống tinh thần, để xem khuôn mặt xinh xắn này thế nào rồi. Nhà nào cũng đóng cửa hết rồi. Nhưng trời còn sáng thì có hề gì. Dạ, con đang muốn tìm hiểu về bên đặc sản của Gia Lai á cô. Không có làm đặc sản gì cả con. Dạ hả? Người ta làm nhà người ta ở. Dạ, cảm ơn cô. Đường còn xa lắm. Bây giờ phải làm thao. Thử thôi. Thì bây giờ em có một cái thử thách là muốn xin ở trọ lại nhà của anh qua đêm á. Qua nhà thôn trưởng được á. Dạ. Nhà tổ trưởng á anh. Nhà chú Mơ là ở đâu anh hả? Đây nè. Gần tới chứ anh. Dạ. Gần tới á. Dạ. Nhà chú Mơ đó là có nuôi một loại gia súc hay là trồng loại trái cây gì không? Dạ. Dạ rồi, em cảm ơn anh. Dạ. Nhà bác mình có hay nấu cái gì đặc sản của bên mình không à? Chị con làm với. Anh nhân anh nhân anh kho anh xào anh chẳng có gì đặc sản. Cô ơi, nhà mình có biết nấu món đặc sản nào không cô? Không, đặc sản của cái vùng của mình á. Không, cô cái đây bạn cháu vô dân tộc. Nó đang gà nướng này, rồi cơm lam này, cái đó cho bạn cháu phải quay cái đó. Đây các cô và bác cô nấu ăn dân bác bình thường dân giả thôi chứ không có gì. Dạ. Không ai nấu món đặc sản được. Bây giờ phải làm thao. Tiếp tục đi thôi. Đi tới khi nào có mới ở. Không có là ngủ bụi luôn. Nhà của chú Mơ tổ trưởng là ở đâu ta? Tìm nhà tổ trưởng xem ra không dễ. Anh chàng không bỏ lỡ thêm ai khác. Chú dừng xe, con nói chuyện chú. Dạ chú, con là người ở trên Sài Gòn xuống. Nhà chú có nuôi một loại gia súc, với lại có trồng một loại cây ăn trái. Không biết chú có thương tình giúp cho con tối nay con tá túc qua nhà chú được không ạ? Sáng mai chú có làm công việc gì con phụ với chú, con chia sẻ này nọ phụ chú. Dạ được không chú? Nhà kia chấp dạ. Chút nữa chút xíu nè. Dạ. Rồi. Dạ con cảm ơn chú. Giờ chú chạy trước cho con biết nhà chú ấy. Rồi. Dạ cảm ơn chú. Ổn. Chị ơi, chị có thể mình biết món ăn nấu ăn của người Gia Lai không chị? Cái món mà đặc sản của người Gia Lai chị? Vô cho bên kia vô lá mì. Dạ. Lá mì nấu với gì chị hả? Nấu với cua rồi. À. Xào cũng được. Xào mì, lá mì xào hả chị? Dạ. Dạ. À, chị tại vì em phải xin ở tá túc ở đây một đêm tới sáng á. Để cái gì chị chỉ cho em nấu món đó được không chị? Tí nữa qua chỗ nhà em, chỗ hồi nãy mấy chị qua mới qua. Dạ chị.
Vậy là đã có một chị chịu chỉ cho Thủy nấu món lá mì. Các bạn nghe có thấy lạ lắm không? Thủy Phạm nghe cũng rất là lạ. Đã có được chỗ tá túc rồi. Đây chị, bây giờ chị ấy sẽ dẫn mình đi hái lá mì. Mừng rồi. Mọi thứ đã ổn, xin chúc mừng cả hai lữ khách. Chú, trong khuôn viên của mình là trồng những loại cây gì chú? Cà phê quá. Cà phê. Mít. Dạ, cây mít. Sầu riêng. Dạ. Ở công việc của chú hàng ngày là chú làm gì chú coi ạ? Làm nông. Dạ, dạ làm nông. Cô cũng vậy luôn hả chú? Cũng vậy. Dạ, còn con làm nông. Dạ, hồi nãy chú nói với con là chú là già làng ở đây, là coi như là người sống uy tín, trách nhiệm này nọ. Dạ, dạ. Còn tổ trưởng là khác nữa chú? Tổ trưởng khác. Dạ, dạ thôn, thôn trưởng. Đây là phó thôn. Dạ. Mơ là phó thôn. Dạ. Mà ông Giác là thôn trưởng. Dạ. Là già làng. Dạ. Dạ. Thì con cũng xin phép chú rồi, bây giờ con xin nói với cô là nếu được thì cô chú cho con tối nay xin tá túc qua đêm. Con chỉ sợ là gia đình mình có trở ngại hay là phiền này nọ thôi chứ. Dạ, dạ, dạ. Dạ, nếu vậy con cảm ơn cô chú nhiều quá. Dạ, yeah, thành công. Ô chị làm gì hả chị ha? Ở nhà. Ở nhà. À, cô chú cũng ở nhà cũng làm nông thôi. Dạ. Do học hết nhưng mà xin việc không được. Dạ. Chị học bên gì á chị ha? Kế toán. Kế toán à? Dạ. Ở nhà mình có trồng cây gì không chị ha? Trồng vườn á. Vườn. Dạ, con chào cô. Cô cho con tá túc ở đằng đêm nha cô. Dạ, cảm ơn cô. Trong ba mẹ em dễ lắm. Dạ. À, phải dò vậy nè chị. Dò á. Cái này mình cần mua thêm gì không? Muốn con thì mua thịt bò. À, thịt bò. Nghe thấy món này lạ không? Lần đầu tiên thấy luôn. Tưởng củ mì không những ăn lá, ăn củ mà còn ăn lá được nữa. Chuẩn bị nấu thôi. Lá mì xào cà, món ăn truyền thống của người vùng cao, nay được cô nàng lần đầu chế biến. Cũng xào nhanh tay, cũng nêm đủ vị, nhưng món ăn sẽ thế nào đây? Xem ra cô nàng nấu cũng ngon đó chứ. Dạ dạ, cảm ơn cô. Con mời chú, mời cô. Con thấy món này lạ lắm. Ở trên con là giống như mì này chỉ biết ăn củ nó thôi à. Chứ còn mà nấu thành cái món này thì chưa nấu qua. Chào ở đâu? Dạ, con ở Lâm Đồng. Dạ, nhưng mà con sống ở thành phố đi làm. Dạ. Con làm bên diễn viên. À đây, ăn tự nhiên nhé. Dạ. À, tên thật của con là Bùi Công Danh. À, con làm nghề diễn viên thì con cũng lấy tên thật là Bùi Công Danh luôn. Con làm nghề từ nhỏ, từ lúc mà 6 tuổi là con đã đi theo nghệ thuật. Dạ. Đóng phim, đóng kịch, đóng quảng cáo. Một thời gian lớn, học xong 12 thì bắt đầu con theo ngành hát. Rồi bác sĩ xong thời gian con lại quay trở lại điện ảnh là làm đến bây giờ. Ôi, công việc của gia đình mình là mỗi ngày mình phải làm những việc gì ha chú con hả? Công việc là mùa này là mình phải đi thăm ruộng. Dạ. À, thăm nước ruộng á. Dạ. À, về nhà là gia đình cùng ăn chung cũng như vậy thôi. Dạ. À, sau mà ăn xong là đi làm. Dạ. À, ai cứ làm ở đây đi làm cà phê. Dạ. Đi làm ruộng có. Thì con xin hỏi thêm một chút là thí dụ như là cái thu nhập của gia đình mình nó một ngày á là dị chi khoảng bao nhiêu chú ạ? À, một ngày ai biết được làm lúa mà làm nông mà. Dạ. À, cà phê này làm lúa này làm hai mùa rồi. Dạ. Mà cũng đều cũng được, trước là làm một mùa thôi không biết, làm hai mùa đâu có biết đâu. Cà phê cũng không biết làm nữa, trong cây trái cũng không biết nữa, bữa nay là cũng biết hết rồi. Làm nông là nghề chính của gia đình chú Cờ So Cót. Cái nghề phụ thuộc vào mưa nắng, thu nhập theo đó cũng bấp bênh. Nhưng với vị già làng này, cả nhà cùng sống vui bên nhau mới là điều quan trọng nhất. Đây nè, ăn dân tộc mình làm nè. Dạ. Làm măng, gói măng. Măng, gói măng, dạ, dạ. Cái món này giống như là tương tự là nem á hả cô Trang? Cái này măng nè, là lá đậu. Lá đậu. Lá đậu. Rồi, đậu bè đó. Mua. Dạ, cũng thêm bột ngọt với lại cái cà đắng nữa. Cái này thì còn thiếu là thiếu ớt này. Ừ. À, với lại thêm tí
muối nữa. Dạ. À, cái này hơi lạc. Dạ. Thử nào. Đấy, con dân tộc mình ăn thì thế. Dạ. Đầu tiên đây. Tây Nguyên trước là đây nè. Ở cô nhà mình có mấy người con vậy cô? Có ba đứa. Đứa con trai đầu thì ở Lệ Bở Chi Xê. Dạ. Ở giữa thì ở nhà riêng, ở nhà trên. Dạ. Dạ. Thì trong nữa, bỏ con đi rồi ở bên kia. Dạ. Ở với mẹ thương không? Mẹ con. Ngoan quá trời. Ba đứa con dù đã lập gia đình riêng nhưng vẫn không thể khiến cô chú Cờ So vui thôi lo lắng. Lo vì gánh mưu sinh còn nặng trên vai các con, lo vì hạnh phúc vẫn chưa mỉm cười với các con của mình. Cô mình cứ đổ nước hoài vậy hả cô? Không, thầy Đức Cang thì đổ nước nữa. Đức Cang thì này. Dạ. Không, trước con uống ở Đà Lạt á, cái mùi nó nghe mùi cam, giống như cam hư á. À, cam hư. Dạ. Mùi. Dạ, bữa này con nghe uống thơm, ngọt nữa cô. Cô, cái này nhà mình làm để bán hay là sao cô? Bán. Dạ. Kê đây thì có đề 10 lít ấy. Bán 150, ví dụ người ta mua cà kê luôn thì tầm 220. Cô, như cái này mình làm nó khó không cô? Khó. Nó nguyên liệu là cái gì hả cô ha? Nấu cơm xong thì đổ ra thì làm bỏ men thì nóng ít thôi. Thì nóng quá thì chua. Dạ. Nóng quá thì chua. Vậy mình có bỏ thêm cái hương vị gì nữa không cô? Hay là chỉ là bỏ vậy? Bỏ men thôi, bỏ men thì mới rau thôi. Thơm, con thấy uống thơm với lại nó cũng rất ngọt. Ở đó mình còn nhờ tới lương á. Dạ. Mình chưa gặp anh đây đâu. Anh làm xa mà. Dạ. Có người tới mình hỏi mình á. Dạ. Ở đây mình lại chồng không? Nó nói. Dạ. Mình nói lại chồng ở đâu? Lại chồng tốt ở sau á. Dạ. Là đi hỏi anh. Anh đẹp không? Dân tộc Kinh của con á là nam là đi cưới vợ, còn ví dụ như dân tộc bên cô chú á, là có phải là ngược lại là vợ phải đi hỏi nam hay là sao? Cũng vậy thôi. Dạ. Nam có bên cạnh có con nó cũng vậy thôi. Dạ. Nếu mình đi theo gia đình của mình. Dạ. Nếu mình gia đình mình là không có người á, ví dụ là tôi là có anh em mình đông á, hoặc là 3-4 người vậy đó, mình đi theo vợ, mình ở lại vợ luôn. Nhưng mà hồi xưa thì có người làm mối á, vậy là bà mối đi hỏi bên nhà nam mình nữ. Dạ. Nếu hai người thì đồng ý ấy, thì lấy kìa điều một con gà thôi, nhưng không phải là đám cưới như bây giờ. Tìm hiểu xong nếu mà được á thì thành công thì mình cũng mừng rồi. Dạ. Nếu mà không tìm hiểu không thành công á thì hai người bỏ nhau thôi. Bỏ nhau thôi. À đấy. À. Nhưng dạ. Bây giờ thì nó lại khác. Bây giờ thì theo pháp luật của nhà nước thì phải cưới nhau thì phải làm thủ tục kết hôn. Chút ngọt bùi của lá mì xào, chút vị lạ của gói măng độc đáo, chút ngọt ngào của nước bầu khô, chút cay nồng của rượu cần. Tất cả như một đêm trải nghiệm đầy hương vị vùng cao mà hai lữ khách may mắn có được. Và còn cả... Hôm nay là bữa tối thứ ba, tập cho mấy đứa cháu cồng chiêng. Do vì cồng chiêng là đặc sắc của người dân tộc Gia Rai, dạy cho mấy lớp trẻ để mai mốt mình vẫn là biết đánh được cồng chiêng. Tại vì cồng chiêng là bản sắc của dân tộc và là thế giới công nhận, là festival công nhận là di sản văn hóa của người dân tộc thiểu số. Chết lớn. Trời ơi, qua đây vậy? Ở gần nghe tiếng nhạc là qua liền luôn, thấy không? Đây xin giới thiệu là em diễn viên Thủy Phạm là cũng. Dạ. Là người đồng hành với con trong cái chương trình. Dạ, chào chú. Dạ. Đây là chú Co, chủ nhà tối nay cho anh ta. À, dạ. Chú là già làng, mơ là giống như là tổ trưởng nội dung phố đó.
Hôm nay con được tá túc ở nhà của chú Co, con mới được biết được chú Mơ và biết được mấy em ở đây này nọ là tập bài này nọ. Một lần nữa xin chúc cho mấy em tập bài mau thuộc với lại mau nối tiếp bước thế hệ mấy cô chú này nọ để sắp tới đi diễn này nọ ha. Dạ cảm ơn chú Mơ nhiều vì chú Mơ đã có một buổi tập như vậy làm cho con biết được thêm phong tục hay là cách sinh hoạt của người dân Gia Rai mình. Cảm ơn chú rất nhiều. Đêm nay khép lại với nhiều ước mơ được sẻ chia, gửi gắm. Chỉ mong tất cả sẽ là hiện thực, cứ như hết đêm sẽ đến ngày rực rỡ. Đây một bình rồi. Cái nước này là mình uống luôn hay là về mình phải nấu nữa? À, nước này là uống luôn ha. Dòng nước ở đây người dân gọi là nước giọt, thì nước từ trong suối chảy ra và mình xài nước này để dùng sinh hoạt như là uống hay là nấu đồ ăn. Vừa tưới rau. Tưới rau luôn, kết hợp nhiều thứ lắm. Cũng hơi nặng đó. À, công việc này thiệt ra Thủy chưa bao giờ làm ở nhà hết á. Đây là lần đầu tiên Thủy làm. Nhưng mà cũng chuyên nghiệp lắm chú ơi. Đây là cây cà phê hả cô Trang? Cây cà phê á. Dạ. Cây này là đến khi nào mình mới thu hoạch được cô? Tới tháng 11, 12 á. Tháng 11, 12. Bên này ngoài cây cà phê còn cây nào ăn trái nữa cô? Sầu riêng. Sầu riêng. Ồ cô, thường thường mấy cái cây này là nhà mình trồng á cô, là đến mùa thu hoạch hay là mình kêu thương lái vô bán? Bán nhưng mà bán một ký 25.000. Rồi cách thức chăm sóc cây này có khó không cô? Khó. Mình trồng không bỏ phân, tự nó mọc lên rồi. Không bỏ phân. Cây cà phê thì có bón phân. Còn riêng sầu riêng không cần bón phân luôn. Rồi. Người bà hồi xưa là vậy á. Con gái dậy sớm đi xách nước. Công việc mỗi buổi sáng của mình là như vậy luôn hả? Mỗi buổi sáng dậy đi xách nước. Ủa, nghe nói chồng của Gươm là anh người Việt hả? Người Kinh. Vậy quen lâu chưa? Dạ, mình cưới khoảng nào hả? Mấy năm à? Được 7-8 năm rồi. Dạ. Nghe cô nói là anh đi lúc mà bé mấy tháng, mấy tháng à. Như vậy thì cái lúc mà mình làm mẹ đơn thân như vậy á thì nó có cảm giác cực khổ hay là gì không á? Nói đó, một phần tuổi là cực khổ, mỗi khi bé đau ốm mà mình đi khám á. Đi bệnh viện rồi có một mình mà. Nhìn người ta có vợ chồng thấy mình có một mình buồn. Thì thấy bé cũng ngoan dễ thương mà ha, cũng nghe lời mẹ quá trời luôn, cũng vất vả ha. Thủy thì Thủy chưa lập gia đình nên Thủy chưa hiểu được cái cảm giác mà có gia đình có con như thế nào. Thấy một mình lo cho con như vậy á thì nó vất vả quá, nhưng mà không sao đâu, người phụ nữ Việt Nam mình mạnh mẽ mà đúng không? Mai mốt thì cứ alo Gươm đi liền. Ấy chà, anh chàng Bùi Công Danh lại chuẩn bị được thưởng thức thêm những món ngon độc đáo của nhà chú Cà So Cót. Dạ, con cảm ơn chú. Giờ này cô nàng mới được ăn sáng bằng bắp nếp nóng hổi, ngon lành. Ngọt dạ. Mới bẻ cây thấy không phải ngọt. Mới bẻ thì ngọt. Đã đem về cho con. Dạ, cảm ơn cô. Đem về mía luôn hả? Dạ, được quà nè. Chú con thấy cái nhà sàn của mình chắc là có lâu lắm mà hả chú? Lâu rồi, đời của già rồi mà. Lâu lắm rồi. Dạ.
Vậy là hồi xưa là cô chú cũng sinh hoạt ở đây, sinh hoạt tất tần tật trên này hết. Còn đồng bào Gia Rai của mình đó chú, là trong nhà sàn là phải cần có những vật dụng gì để sử dụng chú? Giống như mấy cái bình này là sao chú? Đây là bình hồi xưa có, đây là của ông ngoại để lại mà. Dạ. Mà cái bình đây là hồi trước là người ta là làm của mà. Làm của, dạ, của. Dạ. Mà ít có lắm, nhưng mà mấy nhà được có, nó mới có cái này, có kì. Dạ. Có kì quý lắm. Cái này là có công dụng gì chú? Đây là dệt vải đó. Dệt vải. Vải đó, lấy hột nữa, hột bông đó. Đó, dạ. Hốt bông, bông xong là lấy cái bông đó, để dạ. Keo. Cô, tại vì trong cái ngày hôm nay á, rồi tối nữa cô con được ở đây, được cô với lại chú với lại Gươm chăm sóc. Con cảm ơn cô rất là nhiều. Con cũng có ít món quà đặc sản của quê con gửi tặng cho cô. Dạ. Cảm ơn cho con nha. Dạ. Mi ở Gia Lai. Dạ. Gia Lai con non. Dạ, dạ. Bác nhiều quá. Bầu nước của dân dạ. Thì người đồng bào thì sông nước bầu nè gạo dạ. Ở đồng bào dạ dạ gạo nè. Cô có lì xì cho con nha. Hôn cô mấy ngày. Cảm ơn cô. Dạ con xin phép thưa chú Cơ và cô Trang cũng như anh chị ở trong gia đình. Một lần nữa con xin chân thành cảm ơn gia đình chú đã cho con tá túc qua đêm. Và kính chúc gia đình thật nhiều sức khỏe. Và con có món quà nhỏ nhỏ con muốn gửi tặng gia đình chú. Tại ngày hôm qua có tâm sự với chú thì thấy cái đàn nhà mình bị hư mà chú chưa có sửa được, nên sáng nay con đã ra chợ con sửa cái đàn này con gửi lại chú. Cảm ơn con, nhưng mà đây là ông và không có quà tặng cho con. Dạ, không có gì đâu. Tôi có tặng. Dạ. Đây là kia kìa thôi. Dạ, cái đó thì phần con muốn gửi đến chú. Đây là cái bình nước nóng nấu nước đun sôi đó cô. Dạ, con gửi tặng. Đây là tấm lòng nhỏ con gửi tặng gia đình. Dạ. Đây là công lam, đây là công lam là truyền thông của mình. Dạ. Đó, mình tặng cho con. Dạ con cảm ơn. Cuộc vui nào cũng tàn, sự gặp gỡ nào rồi cũng đến giờ phút chia tay. Dẫu lưu luyến, dẫu tiếc nuối, nhưng với Bùi Công Danh và Thủy Phạm vẫn phải tạm biệt những người vừa thân quen, để tất cả những khoảnh khắc nằm vẹn tròn trong ký ức. Hành trình nào cũng sẽ có điểm dừng. Với cả hai lượt khách này, điểm dừng của họ chính là sân bay Pleiku. Mẹ đâu? Con không ạ. Trời ơi. Trình mới hả? Đúng rồi, đây là bạn Kim Khánh vừa mới tới cho nên là chưa có kinh nghiệm gì hết. Hai bạn có kinh nghiệm thì chỉ thánh giới. Mình cứ sống thật với bản chất của mình rồi cố gắng hết sức mình là được. Đúng không anh Danh? Đúng rồi. Với lại cũng có một lời khuyên với em, nhiều khi em nghĩ cái thử thách đó là đơn giản nhưng mà không hề đơn giản đâu. Đúng rồi. Chúc em may mắn. May mắn nha. Cảm ơn Thủy. Cảm ơn chương trình Lữ Khách 24 giờ đã tạo điều kiện cho Danh tham gia cùng em Thủy Phạm. Điều đặc biệt đó là người dân của thành phố Pleiku rất là mến khách. Và bây giờ là 24 giờ của Thủy Phạm và anh Công Danh đã hết rồi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Những bỡ ngỡ, hoang mang, lo lắng và nhiều cảm xúc đang xen trong suốt hành trình trải nghiệm tại Gia Lai của hai lữ khách, diễn viên Thuận Nguyễn và diễn viên Huỳnh Kim Khánh. Đừng bỏ lỡ hành trình Lữ Khách 24 giờ. Xin chào và hẹn gặp lại.